Ủa chay đâu cả? Ủa cái con cây cây con cá cây. Ôi trời trời trời. Cái chân qua dài dữ. Ai? Good morning chú cây. Sao hả? Con ngủ dài dài hả? Con ngủ ngon không? Về nè. Cây, mẹ kể cho con nghe nè. Hồi tối này lúc mà mẹ đang ngủ á, cái xong con còn thức đúng không, cái con ngồi tới ngồi lui ngồi xuôi ngồi ngược, cái tự nhiên con kêu mẹ dậy, con kêu vậy nè, mami mami, cái con đè cái mặt mẹ ra vậy nè, con đưa cái mặt con vô cái mặt mẹ, con nói I'm sorry mami, I'm sorry mami. Phải không? Phải không? Sao nói vậy vậy, làm gì sai vậy hả? Hả? À khoanh tay lại làm sao? À khoanh tay lại nói âm số ghi mà mi hả? Trời ơi mày sao số ghi mà mi vậy? Suy nghĩ là nguyên ngày có làm gì chuyện gì sai với mẹ không á, phải không? Rồi cái tự cảm thấy có lỗi rồi tự số ghi hả? Mẹ đi ra, trời con bà nằm cái chân bà dài tới đây nè. Cái chân bà dài. Trời ơi. Lấy bà ra. Say talk, use your words. Use your words. Nói ba ơi, đừng nằm lên con. Yeah. Don't do that, please. Okay, Janie. Thank you for using your words. Mà phải không? Mà tối nay con làm cái gì sai mà con kêu mami, mami. I'm sorry, mami. Phải không? Sao ạ? Mà sao ạ? Mà làm gì sai vậy? Hả? Làm gì xuống? Trời ơi, cái bàn chân ông ơi, cái bàn chân nó dơ. Ông ơi. Hả? Sao con xó ghi mà mi vậy? Hả? Xó ghi mà mi sao? Em nó làm lỗi, nó biết nhận lỗi. Ui, yêu. Sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều. Mình chẳng nhận ra những điều mà đôi khi con tim quá yêu nên làm mờ đi lý trí. Baby, baby, mấy khi mà đến mày kêu ba đó, baby. Bây giờ con đi với mẹ còn ha, con ở nhà ba. Lấy bà ra nói mới nghe. Trời ơi, thổi nữa, mà con đi với mẹ ha, con ở nhà với ba. Nhà ba hả? Ok vậy mẹ đi, chúc mẹ về nha. Bye bye chị đi. I love you. I love you chị đi. Con cũng muốn ăn nhiều mà. Con muốn ăn nhiều mẹ mua. Muốn đồ chơi phải không? Dạ, múc cookie thôi. Múc cookie thôi, ok. Bây giờ mày hỏi chị nè. Hồi tối này nè, tự nhiên mẹ đang ngủ với ba ngủ còn cây thức, cái xong rồi cái chay kêu chay đưa cái mặt chay vô sát cái mặt mẹ cho nó vậy nè, mami mami I'm sorry mami. sao nói vậy nha, sorry mẹ ơi hả, sao con sorry mẹ ơi, sao con xin lỗi mẹ vậy, mà tại vì con cảm thấy là con đã làm chuyện gì có lỗi với mẹ hả? Rồi con nghĩ là con nên xin lỗi mẹ hả? Dạ. Cách tốt nhất là giữa đêm khuya kêu mẹ dậy để xin lỗi hả? Dạ. Ôi ôi thương ghê luôn á, thương mẹ nó dữ lắm luôn á. Buồn ngủ gần chết luôn mà kêu dậy. Có được không? Đưa cái mặt nè, đưa mặt nè. Mà mi, âm số đi mà mi. Áo mặt đẹp ghê luôn, áo gì mặc cái áo gì mà đẹp dữ rồi hả? Cái áo này màu chi đó? Áo màu da. Nó nghe nè, con nói tiếng Quảng nghe chơi coi. Nó nghe nè, đâu ok, bây giờ nói cho cô chú nghe mẹ tên gì. Ok. 7, nè nhìn vô cô chú nè, nói mẹ tên Bổ Ngạc. Bổ Ngạc. Ngạc. Không, nói Bổ Ngạc đi. Không, con. Hả? Con có mẹ. Không, nói là Bổ Ngạc chứ không phải là Bổ Ngọc. Con nói đi, Bổ Ngạc. Bà cố kêu mẹ là Bổ Ngạc đó. Bổ Ngạc tại chi ta? Cái tên của mẹ là tên gì ta? Tên mẹ là tên.
Cố ơi cố hả? Dạ. Cố ơi cố. Bà cố ở đâu? Bà cố ở nước ta. Ở Việt Nam. Mà mẹ tên gì? Mẹ tên là Bủ gì? Bủ Ngà. Bủ Cam. Bủ Cam. Bủ Cam. Bủ Cam. Bủ Cam. Bủ gì? Bủ gì? Mẹ tên Bủ gì? Mẹ tên Bủ gì? Oh, beautiful diamond in the sky. Giỏi. Mẹ tên gì? Mẹ tên gì? Con trái cài là gì? Mẹ tên gì? Bủ Ngà. Nói đi, nói tiếng Quảng đi. Mẹ tên Bủ Ngà. À, mua Phật đâu, chỉ cho cô chú coi mua Phật đâu. Cho cô chú con mua Phật của con coi. Con có thương mua Phật không? Thương. Ôi trời ơi trời. Nó không có thương mua Phật của nó kìa trời. Chay, chay thích nhất cái gì cho nó miệng nghe coi. Chay thích nhất làm gì? Chay thích nhất. À, chay thích nhất vô đài với mấy chị Mao hả? Rồi chay thích ăn gì nhất? Chay thích ăn gì nhất? Ăn này là ăn gì? Ăn này. Thích ăn mô Phật hả? Dạ. Tập 7, tập bả không à? Có thích ăn gì nhất? Thích ăn gì nhất? Mấy mày nè thôi. Mô Phật. 7 mà. Có 7 bả. Hết mô Phật rồi. Hết mô Phật rồi hả? Dạ. Cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vẫn vương. Từ mình một nỗi đắng cay. Chơi một chút rồi vậy. Chơi một chút nữa là thời khoảng ra tiếng đồng hồ đó đi ngủ trưa nghe chưa? Tiếng đồng hồ đó đi ngủ trưa đó. Nay quay gần mặt chay lại cho cô chú coi. That's so cool. À, nó thấy mấy cô chú chạy jet ski đi ngang qua, nó nói that's so cool. Ờ, chú nó chạy so fast luôn hả? Con nói chú chạy nhanh quá. Con chạy không lại. Con đứng đây từ nãy giờ. Con đứng đây từ hồi nãy giờ. Trời ơi, em bé của mẹ đang làm cái gì hả? Em bé của mẹ, trời ơi, em bé của mẹ đang dọc cát á hả? Hả? Đang dọc cát. Ừ, dọc cát. Đang dọc cát á. Ôi trời ơi, em bé của mẹ thấy thương không? Ở nhà thiệt sướng ghê, y như ở biển gì đó, có cát để dọc. Rồi ngoài đây có sông để tắm, coi cuộc đời có ai mà có cuộc đời sung sướng vậy chưa? Muốn tắm là nhảy xuống sông tắm, mà muốn trên bờ chơi với cát là ba mẹ mua cho cái bao cát gì chơi. Coi được không? Được không? Được. Được, vậy được, được làm đi. We should buy more sand though. Is that Home Depot? Play sand is over in the garden area. Yeah, you should go and buy more for her. Summer is almost over. Honey, it's to the beginning of July. Baby, give me a break. When it's August, it's gonna be over. Yeah. Ngọc nói là phải mua thêm thêm cát cho nó chơi. Yeah.
Phải, sắp hết hè, còn có 2 tháng nữa hết hè rồi. Hả? Trời ơi, chưa gì mà giờ 14 giờ chiều rồi hả trời. Lẹ ghê luôn á. Giờ là bây giờ phải vô tắm rửa rồi này kia, rửa tay, rửa chân, rửa mặt rồi này kia, ngủ nè. Trời coi mùa hè có bá đen kìa. Bá đen. Bà đang thui thui lùi luôn, bà Mỹ trắng mà bà còn đen mà ở chi mà tôi mà sao tôi tắn tắn cho nổi. Ừ. Suốt ngày với cái vòng vòng với bà ngoài đây nè. Tắm ừ, với bà. Mẹ hết xe rồi. Hết xe rồi, bây giờ mẹ nói ba đi mua xe cho con nha. Nói mẹ nói ba đi mua nhiều nhiều cát nữa cho con chơi nha. Dạ. Trời ơi coi cái bó hành của mẹ kìa chay. Nó mọc lên kìa, không có ăn rồi hành mọc quá trời luôn kìa. Wow. Để bữa nào phải kiếm cái món nào làm để bức hành vô làm bớt chứ. Cát gì nhìn thấy tội nghiệp vậy trời. Con có chút xíu cát rồi sao chơi. Để chút nữa mẹ nói ba đi mua cho con nha. Ừ. Thêm chứ. Trời ơi rồi sao cái đám này sao bữa nay nó tụ tập đi nhiều quá, đi ra đuổi nó bớt rồi chơi. Yeah. Sao lâu rồi không thấy giờ chơi chỉ chạy ra đuổi dịch coi. Chị đi ra đủ dịch kìa. Bốn giờ rồi vô ngủ đi kìa. Vô ngủ rồi mẹ làm video edit cho cô chú chiều nay là đăng lên sớm sớm cho cô chú coi nè. Mấy nay bận quá trời bận luôn cô chú ơi, bận mà tưởng là bận, nói chung là bận cho tới mà ráng rồi để có cái video để quay cho chay cho cô chú coi chứ còn mấy là thiệt không quay được luôn á. Mà tưởng hôm nay chủ nhật được nghỉ, ai ngờ chủ nhật cô chú cũng gọi ủng hộ mua nhị hoa nghệ tây quá trời luôn. Nên là cũng bận chút. Nhưng mà không sao, đỡ hơn mấy ngày kia. Mấy ngày kia là bận từ sáng tới chiều luôn. Hôm qua là từ sáng tới chiều bận ha. Xong rồi cái tới chiều có hẹn. Quá trời đồ chơi, quá trời cô chú luôn. Xong rồi cái chiều 4 giờ là có hẹn với cái anh mà Alex để đánh đàn hát á. Rồi đánh đàn hát xong tới 7 giờ tối cũng chưa có video của chay luôn, phải tại vì lâu có quay nó từng clip nhỏ. Cái xong rồi cái hả ráng kiếm lại cái gắn ghép này gắn ghép kia mới có clip cho cô chú coi. Rồi hả gì nữa ta. Đó rồi xong rồi cái edit video Ngọc làm xong hết tất cả là tới 11 giờ đêm. 11 giờ đêm Ngọc mới nằm thảnh thơi, Ngọc nghỉ ngơi đó. Đó, đang quay cho cô chú coi cái giữa chừng cái có cuộc điện thoại tới cô nó mới gọi tới hỏi mua nhị hoa nữa đó. Cô chú Mỹ thương gia đình chay quá, tin tưởng gia đình chay hết sức luôn á. Bởi vậy chay ơi mẹ đi làm kiếm tiền mua gì? Mua sen hả? Dạ mẹ ơi. Cái gì? Hỏi lại con gì á mẹ ơi? Con cá. Ừ. Khởi cái hỏi ai á làm tôi hết hồn rồi. Cái gì á mẹ ơi? Cộng thun. Nhưng mà mẹ đi làm kiếm tiền mua gì chay? Mua gì? Mua sen. Mua sen hả? Mua cát hả? Dạ. À mẹ làm kiếm tiền mua cát cho chay. Ok. À. Thôi bây giờ cái video clip tới đây xin hết đi hôm hello, nay. Hello. Trời ơi tự nhiên nói video clip tới đây xin hết cái nó hello. À, hôm nay video clip chưa nói hello gì. Clip hôm nay ngắn gọn cho chay rồi cái vô cho chay rửa tay rửa chân đồ này kia nọ rồi chuẩn bị cho chay đi ngủ cô chú ơi. Rồi edit video clip của chay cho cô chú coi rồi Ngọc phải còn có chuyện để làm nữa. Cảm ơn cô chú đã xem cái video clip này nha. Ai mua nhị hoa nghệ tây liên hệ mẹ chay để mẹ chay có tiền mua cát cho chay chơi nha cô chú. 248-495-3245. Ok, number one. Bye bye cô chú. Sao cộng hai bye bye mà cũng nói hello không mày chay? Bye bye cô chú đi. Con này không có thời kỳ hay sao? Hello cô chú hả? Trời đất ơi, nói chúc. Chúc cô chú làm sao? Chúc cô chú làm sao? Thôi đừng có ai. Cái gì nó không hỏi ai á mẹ ơi. Mẹ ơi cái gì á? Ừ, nói lại coi. Mẹ ơi, cái gì á? Nè, bây giờ mẹ vô mẹ rửa tay rồi nè. Cái mẹ phải cắt móng tay nè. Cái móng tay gì mà nó dài thường lường rồi.
Rồi phủi tay đi, phủi tay phủi chân rồi đi, để vô nhà để đừng có dơ nhà. Rồi bye bye cô chú đi. Chúc cô chú có một ngày thật là vui vẻ. Sao con này nó dai thiệt. Hẹn gặp lại cô chú vào những video. Ừ. Hẹn gặp lại cô chú. Ai á mẹ ơi. Cà cái dù. Cái gì á mẹ ơi? Hẹn gặp lại cô chú. Ai á mẹ ơi. Cái con này. Ừ. Con kiến. Dạo này nói tiếng Anh ghê hồn lắm, không nói tiếng Việt là nó không nói luôn. Thôi đừng có giết kiến mà, kiến đâu có lỗi lầm gì đâu. Rồi hẹn gặp lại cô chú vào ngày mai nha. Hello, hello. Hello, hello. 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 Rồi, bye bye cô chú. Đi, đi vô rửa tay, rửa chân rồi đi ngủ rồi coi. Đi coi. Đi coi. Đi, 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 đi. Con này mà không bỏ điện thoại mà không bồng nó vô là nó đứng miết tới bù mít luôn. Cái gì? Con nói gì? Con nói từ từ nha. Nói gì? Nói từ từ mẹ ơi hả? Đâu có từ từ được, vô liền nhá, không có từ từ.